Người ta thường hay nói, chỉ có những người sống nhạt mới suốt ngày ru ru trong nhà cả ngày. Riêng tôi thấy, ngủ ở nhà lúc nào cũng ngon hơn, khách sạn 5 sao có lúc khiến bạn chớ mình lạ chỗ. Duy chỉ có niệm vố ở nhà, dù bỏ bội, nhưng vẫn là cái ổ quen, giúp bạn ngon giấc để đón chào ngày mới ngập tràn năng lượng. Làm việc ở nhà dễ dàng tập trung hơn, họp hành, deadline, khách mắng, cần hết tại chiếc bàn này. Cảm giác như ngày dài cứ thế trôi nhanh, và đặc biệt là hết sức thoải mái. Ăn uống ở nhà lúc nào cũng hợp khẩu vị hơn, dù nhiều khi MasterChef này hơi thiếu nguyên liệu. Lười simi là lượt ra đường thì vui chơi giải trí tại nhà là nhất, đặc biệt là có thêm sự cà khịa từ đám bạn thân. Hẹn hò lãng mạn ấy hả? Chưa chỗ nào qua được nhà. Đặc biệt là Netflix and chill, không cần một cơn đau bụng giả dối. Và dĩ nhiên là chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng là sự lựa chọn tuyệt vời. Gửi xe? Không. Xếp hàng? Không. Di chuyển? Không. Nắng mưa? Càng không. Chưa kể có người cổ vũ lại còn đỡ sợ. Người đi cùng đúng là quan trọng, nhưng đối với tôi thì nơi trốn cũng quan trọng không kém. Với tôi, ở nhà luôn tốt hơn.